Chào bạn, mình là robot dịch Tommy. Hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi phần hỗ trợ bạn hiểu thêm về bài viết được in trong giáo trình. Mời bạn đối chiếu với bản gốc tiếng Anh nhé. Rosa Park, vào ngày 1 tháng 12 năm 1955, một phụ nữ da đen 42 tuổi lên xe buýt để về nhà sau giờ làm việc. Cô đến từ Alabama, Hoa Kỳ. Tên cô ấy là Rosa Park. Hàng ngày, Rosa Park di chuyển đến và đi từ nơi làm việc bằng xe buýt. Vào thời điểm đó, Người da đen và người da trắng ở miền Nam nước Mỹ không bình đẳng. Có những nhà hàng, bệnh viện và trường học riêng cho người da trắng và người da đen. Trên xe buýt, những người da đen phải lên và xuống bằng một cửa khác. Họ phải ngồi ở phía sau xe buýt và họ phải đứng dậy nếu một người da trắng muốn ngồi xuống. Hoặc nếu xe buýt đã hết chỗ, đôi khi họ phải xuống xe. Vào ngày đó tháng 12 năm 1955, Rosa Park đang trên xe buýt trên đường về nhà một số người đàn ông da trắng lên xe buýt và người lái xe buýt bảo Rosa Park nhường ghế cho một người đàn ông da trắng. Cô ấy lịch sự nói không. Người lái xe đã gọi cảnh sát và họ đã bắt cô. Cộng đồng người da đen quyết định hành động. Tất cả đều dừng việc đi lại bằng xe buýt. Đây là một vấn đề lớn đối với các công ty xe buýt vì người da đen sử dụng xe buýt rất nhiều. Hành động của Rosa Park là khởi đầu cho những thay đổi quan trọng ở Hoa Kỳ. Năm 2010 Hoa Kỳ có tổng thống da màu đầu tiên. Nó cho thấy có bao nhiêu thay đổi trong 60 năm bản dịch hỗ trợ đến đây là hết rồi chúc bạn hoàn thành tốt các bài tập được giao nhé tạm biệt bạn